Sáng nay tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngày hội có sự tham gia của 500 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và doanh nhân trẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Đoàn viên thanh niên được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như tham quan gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của thanh niên sản xuất giỏi, các mô hình, sản phẩm sáng tạo khoa học, kỹ thuật của học sinh, sinh viên, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, ra mắt câu lạc bộ bí thư chi đoàn khởi nghiệp khối nông thôn. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên được giao lưu trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thủ lĩnh đoàn làm kinh tế giỏi, các doanh nhân thành đạt để hiểu sâu sắc hơn về cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và tìm kiếm các nhà đầu tư cho ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp của bản thân. Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu mỗi học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần năng động sáng tạo, tính kỷ luật kỷ cương, mạnh dạn đề xuất ý tưởng sáng kiến mới mẻ, mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp sức trẻ xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Các cơ quan ban ngành cần tham mưu đề xuất với tỉnh để ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Các doanh nghiệp sẽ có nhiều ưu đãi để hỗ trợ ý tưởng sáng kiến của sinh viên, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng kiến đó đi vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân dịp này, tỉnh đoàn tuyên dương 10 bí thư chi đoàn khối nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2020 và trao giải cho 3 tập thể xuất sắc là Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hưng Yên.